Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục Tâm sự được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Hôm nay Hồng Nhung đã quay trở lại với kênh Audio Hải Ngoại để gặp lại quý vị với rất là nhiều câu chuyện tâm sự. Và trong thời gian nghỉ Tết vừa qua, chúng tôi liên tục nhận được và hôm nay thì Hồng Nhung đã có cơ hội lên sóng và gửi đến quý vị những câu chuyện này. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin đưa đến quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Chiều bố chồng tương lai. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Bởi vì những con người chơ chén như vậy, tôi cũng từng được người thân, hàng xóm, bạn bè kể lể rất nhiều. Nhưng chỉ có một điều tôi không bao giờ ngờ được. Người đàn ông mà tôi yêu thương nhất cũng là người quá ư khốn nạn đối với tôi. Đời này chắc tôi chỉ dám tin bản thân mình và bố mẹ mình. Ngoài ra tôi không dám tin bất cứ ai đó nói khác. Thật sự khó khăn lắm tôi mới có thể viết được những dòng tâm sự này. Nhiều ngày nay, sau khi sự việc kinh hoàng ấy xảy ra, tôi thật sự bế tắc. Vì thế tôi rất cần một lời khuyên thiết thực để được vực dậy tinh thần của mình mà sẵn sàng đối mặt và sống tiếp. Do đó tôi xin bạn nào có ý định ném đá tôi thì đừng buông ra những lời như vậy. Bởi tôi biết, để xảy ra sự việc như thế này, tôi là người sai trước hết. Tôi và anh yêu nhau tính đến nay đã được 4 năm. Chúng tôi đến với nhau khi tôi học năm cuối đại học. Anh hơn tôi 1 tuổi và là bạn với cô bạn thân cùng phòng trọ của tôi. Anh hay đến chơi, rồi chẳng biết từ bao giờ tôi cũng nảy sinh tình cảm. Với dáng vẻ thư sinh bên ngoài, lại có học thức, nên chỉ mới ra trường 1 năm. Nhưng anh đã làm ở một công ty xây dựng nổi tiếng và cũng leo lên một chức vụ đáng mơ ước. Vì thế, khi anh ngỏ lời, tôi chỉ nhìn cái trước mắt mà đồng ý ngay. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình khổ cũng bởi quyết định sai lầm này. Yêu nhau đã lâu mà chưa thấy anh ngỏ ý lâu dài. Khi ra trường đi làm được 2 năm, tôi chủ động bàn bạc với anh tính đến chuyện cưới xin. Anh ừ đại cho qua, rồi bảo đợi thêm 1 năm nữa, cho anh củng cố vị trí trong sự nghiệp, rồi mới yên bề gia thất. Gia đình anh chỉ có 1 mình anh là con trai. Mẹ anh đã mất lâu vì bệnh cao huyết áp biến chứng. Mấy năm yêu nhau, cũng có đôi lần tôi về nhà anh chơi. Những lúc ấy tôi vẫn thường thấy dáng vẻ lầm lũi, ít nói của bố. Khi ấy tôi nghĩ vì sớm mất vợ, nên ông trở nên khó gần như vậy. Vì thế khi đã lên thành phố, mấy lần tôi còn mua thuốc bổ rồi gửi về cho bố anh. Vì công việc nên có đợt tôi phải đi công tác trong Nam hơn 3 tháng. Thời gian bạn gái đi công tác xa, anh đối xử với tôi khác hẳn. Anh ít nhắn tin hay gọi điện. Tôi hỏi thăm anh thì anh chỉ nói qua loa vài câu rồi kêu là bận công việc. Tôi cũng sinh nghi và hỏi anh, xong anh bảo mọi chuyện vẫn bình thường. Chuyến công tác ấy theo lịch sẽ kéo dài 3 tháng 2 tuần. Nhưng giờ vì nhớ anh và không yên tâm về anh, nên tôi tăng tốc thời gian làm việc và hoàn thành công việc sớm trước 1 tuần. Vì muốn gây sự bất ngờ cho anh, nên tôi về lại Hà Nội mà không báo trước. Những tưởng anh sẽ vui mừng đến phát điên lên khi thấy tôi lù lù xuất hiện ở công ty. Nhưng không, khi đứng bên dưới công ty đợi anh, tôi đã nhìn thấy một sự việc đáng ra tôi không nên nhìn. Để tim không đau. Đang đợi giữa cổng công ty anh đi giờ ăn trưa, khi thang máy mở ra, từ xa tôi đã nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái lạ. Nhìn vẻ quấn quýt tình tứ của hai người, mắt tôi mờ đi. Tôi không còn tin ở những gì mà tôi nhìn thấy, không đủ dũng khí để đối mặt với anh lúc này. Chân tôi lùi lại phía sau để anh không nhìn thấy tôi. Tôi chẳng nhớ là mình đã về nhà như thế nào. Chỉ biết tôi đã gọi một chiếc taxi để đưa tôi về căn phòng nơi anh đang ở. Tôi muốn hỏi cho ra hết sự tình và muốn nghe lời thú nhận từ lòng anh. 7 giờ tối, anh và cô gái đó dìu nhau vào trong nhà. Anh vừa mở cửa bật đèn thì khá sốc khi thấy tôi đang ngồi trong căn phòng khách tối om để đợi anh. Cô ta cũng bước vào nhà và chân chân hỏi tôi. Chào cô là ai mà lại ở nhà bạn trai tôi? Chẳng cần phải trả lời cô gái ấy, tôi liền giơ điện thoại của mình lên cho cô ấy xem hết những bức ảnh tình tứ
những tin nhắn yêu thương của anh gửi cho tôi. Càng xem những hình ảnh này, cô ấy càng xanh mặt. Và như hiểu ra mọi chuyện, cô ấy đứng phắt lên và tát cho anh mấy cái trời giáng. Trước khi ra khỏi nhà, cô ấy còn gào lên và bảo: anh là một thằng đàn ông lừa dối. Rồi anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã lừa dối tôi. Bà tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngay ngày hôm sau, cuộc chạm trán của ba người tối ấy, anh đã bị đuổi việc. Giờ tôi mới biết, cô là con gái của giám đốc nơi anh đang làm việc. Cứ tưởng tôi sẽ căm hận anh ta thấu xương tủy. Vậy mà tôi vẫn mềm lòng khi anh ta nói lời xin lỗi và cho anh ta một cơ hội mong sửa sai và làm lại từ đầu. Đó là quyết định sai lầm thứ hai của tôi. Và cái ngày anh ta lộ bản chất khốn nạn cũng đến. Cuối tuần ấy, tôi biết đang nghỉ phép. Anh ta rủ dê tôi về nhà anh chơi. Tôi và hai bố con anh đã có bữa cơm thân mật, đầm ấm với nhau. Ăn tối xong, ba chúng tôi còn ngồi uống trà, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nào có ngờ, lúc này anh đã lén lút bỏ thuốc mê vào cốc nước trà của tôi. Đang đêm tỉnh dậy, còn lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tôi đã thấy mình nằm trên giường của anh và không một mảnh vải che thân. Kinh hãi hơn, người nằm bên cạnh tôi không phải là anh, mà là bố của bạn trai. Tôi ê chề vơ vội quần áo và chạy ra khỏi nhà anh. Vừa bước chân ra khỏi phòng khách, tôi đã thấy anh ngồi đó đang chơi điện tử. Chẳng cần quay lại nhìn tôi, anh lạnh lùng nói: em đã cho anh đời con gái rồi, thì chiều bố anh một lần có làm sao đâu. Đừng trách anh chỉ trả thù lời cũ em đã chơi anh mất việc, mất mặt mới đây thôi. Trời đất như sụp đổ xuống dưới chân tôi khi nghe anh nói như vậy. Bao nhiêu ê chề nhục nhã khiến tôi muốn ngã quỵ. Thì ra, anh ta nào có xem tôi là người anh ta yêu thương, mà chỉ xem tôi như con búp bê tình dục của anh. Và khi không vừa ý, hận thù, anh sẵn sàng cho người khác giày vò cơ thể tôi một cách hèn hạ nhất. Tôi chạy ra căn nhà ấy với bao nhiêu uất ức không thể nói được với ai. Vì quá nhục nhã và ê chề, tôi chỉ biết tự trách cứ mình. Tôi cứ khóc nhiều đến nỗi không thể đi làm được, nên phải xin phép nghỉ thêm một tuần nữa. Mấy hôm nay, thấy con gái đau khổ như vậy, bố mẹ tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại như thế. Rồi họ đoán già đoán non là tôi đã chia tay anh, nên mới thế, và càng không dám hỏi han gì chuyện tình cảm của tôi vì sợ tôi buồn. Những ngày phải giam mình trong căn phòng nhỏ này, tôi thực sự thiết hận đến tận xương tủy người đàn ông khốn nạn ấy. Tôi muốn tìm cách trả thù lại người đã từng là bạn trai cũ của tôi, để anh ta phải chịu đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần cái nhục, cái đau đớn mà anh ta đã gây ra cho tôi. Hiện giờ tôi đang rối loạn đến cực độ. Tôi có nên kể cho bố mẹ tôi nghe? Tôi nên làm gì đây mọi người? Tôi hận. Quý vị thân mến, về lòng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn dòng tâm sự của cô gái chẳng may yêu phải một gã đàn ông không ra gì. Khi mà một lúc anh ta bắt cá hai tay, và khi cô phát hiện ra thì anh ta bị đuổi việc bởi cái cô người tình thứ ba đó, bố cô là giám đốc. Và bây giờ anh ta cay cú trả thù bằng cách hiến dâng người con gái của mình cho bố mình. Một gã đàn ông quá khốn nạn. Và bây giờ thì cô đang phân vân không biết nên giải quyết cái chuyện này như thế nào. Cô quá hoang mang. Và cô có hỏi Hồng Nhung cũng như quý vị là có nên nói cho bố mẹ cô biết chuyện này hay không? Và nên làm gì bây giờ? Theo Hồng Nhung thì cô nên tâm sự chuyện này với bố mẹ, và chắc chắn là bố mẹ của cô sẽ có những cách giải quyết thật hợp lý để đến nhà nói chuyện với ông bên kia, và cũng có một cái cách hợp lý để giải quyết các anh chàng không được tử tế này. Quý vị thì nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Quý vị hãy cho cô một lời khuyên xuống bên dưới nhé. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến với dòng tâm sự thứ hai của ngày hôm nay, có tựa đề: tối hôm vợ vào nhà nghỉ, tôi chở con đến đợi vợ bên kia đường. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Mọi người đã nghe nhiều về những cuộc hôn nhân đổ vỡ là do ngoại tình. Là người trong cuộc, chắc không mấy ai đủ bao dung để tha thứ và níu giữ một người như thế, phải không? Nhưng tôi lại khác. Đáng ra làm chồng là bị cắm sừng sẽ cảm thấy tức giận và nhục hơn. Song tôi đã không phủ nhận, cũng như không từ bỏ người đàn bà của mình. Nhờ thế, khi mà sóng gió qua đi,
chúng tôi lại càng gắn bó với nhau hơn. Được sự khích lệ chia sẻ từ lâu của vợ, tôi xin kể câu chuyện về quãng thời gian đen tối nhất của vợ chồng tôi, để chúng tôi cùng bước sang năm thứ 11 của hôn nhân bằng một trang mới. Cũng như nhiều người đàn ông khác, tôi chỉ phát hiện vợ mình có người đàn ông khác nhờ về sự thay đổi tính tình của cô ấy. Cũng cùng một việc làm đấy nhưng thái độ cô ấy khác hẳn. Trong khi đàn ông càng mèo mả thì càng tốt với vợ, song phụ nữ thì thường hay làm ngược lại. Tôi vẫn luôn là tôi, một người chồng chu đáo bằng cả sự vụng về của mình. Và cô ấy hình như không còn cằn nhằn, mắng yêu nữa. Thay vào đó là những sự bực dọc và cáu gắt. Ngay cả khi tôi cố tình pha trò, cô không cười mà trả lại tôi sự tức giận. Thói quen sinh hoạt của vợ chồng tôi cũng vì thế mà thay đổi. Cô ấy khó tính tìm đủ một lý do để từ chối quan hệ. Hôm nay nói mệt, ngày mai chê chồng chưa đủ thơm, hôm sau nữa lại bảo không có hứng. Giờ cô ấy bắt đầu nói về sự tự do. Vợ tôi bảo cô đã hy sinh quá nhiều cho gia đình. Cô muốn tìm lại chỗ đứng trong xã hội và công việc bằng cách mở rộng các mối quan hệ và phấn đấu hơn cho sự nghiệp của mình. Tôi hiểu, đây là sự mở đường hợp pháp cho những lơ là bổn phận của vợ tôi sắp tới. Cô hẹn nhân tình và ngụy trang trong một bộ quần áo chống nắng nhếch nhác kín mít để vào trong nhà nghỉ. Tôi theo dõi, nhưng chỉ đứng ngoài và không vào. Vào để làm gì, khi chắc chắn đã tưởng tượng ra cái cảnh đau lòng trước mắt. Chẳng lẽ cứ nhất thiết vì xông vào đánh vợ, rồi đưa nhau ra tòa mới là đàn ông chăng? Tôi biết rõ phụ nữ rất dại. Khi tình yêu và trách nhiệm bị bão hòa, chán nản là cái điều dễ thấy. Thứ tình yêu suốt đời đau đớn nhớ về nhau, chỉ tồn tại khi không thành đôi. Còn chung sống lâu, bao nhiêu gánh nặng và mâu thuẫn hoàn toàn có thể bóp méo được tình yêu. Tôi biết hết những điều ấy, nhưng vẫn suy sụp khi vợ ngoại tình. Nhưng may mắn là tôi lại đủ bình tĩnh và quân tử để hành xử khác. Trong lúc vợ vui vẻ cùng nhân tình, tôi về nhà chuẩn bị sẵn nước tắm cho vợ, thức ăn tối cùng với nến và hoa. Về đến nhà, thấy cái khung cảnh lãng mạn đó, vợ tôi dĩ nhiên rất bối rối. Cô ấp úng không nói nên lời. Rõ ràng đó không phải là vợ tôi xúc động, mà đó là cảm giác cô tội lỗi. Tôi cũng biết điểm yếu của phụ nữ là dễ mềm lòng. Hơn thế, dẫu có ngoại tình, họ vẫn nặng gánh gia đình, khó bề dứt bỏ chồng con. Thay vì cấm đoán vợ, tôi muốn cô biết tôi vẫn có thể yêu cô ấy một cách lãng mạn. Nhưng những ngày đầu, cách duy nhất để giữ gìn hôn nhân chỉ có thể là cố gắng níu giữ khi một người đã buông tay. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như mà tôi vẫn nghĩ. Vợ tôi vẫn đi về vụng trộm với nhân tình, rồi danh rất hối hận mỗi khi tôi tỏ thái độ yêu đương, bao dung. Một thời gian ngắn, chờ đợi vợ thay đổi nhưng không có kết quả, tôi phải dùng biện pháp mạnh. Tối hôm vợ vào nhà nghỉ cùng với nhân tình, tôi chở con đến và đợi ở phía bên kia đường. Khi vợ đi ra, cố gần như ngã quỵ. Và thấy bố con tôi đứng đó từ lúc nào. Nhưng tôi chỉ nói là anh đến hóng gió và đến đón em. Hôm ấy chúng tôi đã nói một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa bốn người. Có cả con gái đầu của tôi nữa. May là lúc ấy con tôi mới chỉ có hơn 2 tuổi và chưa hiểu chuyện gì cả. Tôi yêu cầu từng người nói hết suy nghĩ của mình. Anh bạn kia cũng thẳng thắn thừa nhận không quyết định dài lâu với vợ tôi vì anh ta cũng đã có gia đình riêng. Nghe anh ta nói chỉ quý mến rồi nảy sinh dục vọng với cô ấy. Vợ tôi nức nở không nói thành lời. Tôi biết cô ấy lo sợ sẽ bị tôi ruồng bỏ, nhưng không dám cầu xin tha thứ. Từ đầu đến cuối buổi gặp, tôi không xỉ vả ai một câu nào. Tôi chỉ cảm ơn anh ta đã giúp vợ tôi có niềm vui trong thời gian qua và khuyên anh ta nên quay về với gia đình. Tôi còn thể hiện tình yêu của mình dành cho vợ trước mặt hai người đó và tha thiết mong vợ tôi thay đổi. Hai người đó đã xấu hổ không thể nhìn thẳng vào tôi. Nếu lúc đó tôi hành xử như một tên du côn, lao vào đánh gã kia,
thì có lẽ đã không khiến anh ta tự xấu hổ. Thấy tôi cư xử đàng hoàng, anh ta bắt đầu xin lỗi rối rít. Cuối cùng, tôi đã bắt hai người đó phải thề trước mặt con tôi. Cả hai người đã bật khóc khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ đó. Đâu cần phải thề độc, tôi tin rằng họ sẽ phải nhớ lời đời thề suốt ngày hôm đó. Để cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa vợ và nhân tình, tôi đã nhờ vào một số bạn bè chuyển công tác cho vợ. Nhưng tôi không độc đoán, mà có hỏi ý kiến vợ ở trước khi cô làm. Cô rất biết ơn vì điều đó. Riêng với anh nhân tình, tôi không xem anh ta là kẻ thù, mà thỉnh thoảng còn gọi điện mời đi uống bia. Thứ nhất, tôi muốn kiểm tra xem độ thành thật của hai người đó. Và thứ nữa, tôi muốn anh ta hiểu tôi trước sau vẫn là quân tử, còn kẻ ngoại tình mới là tiểu nhân. Vợ tôi sau cú sốc đó thì ngày càng yên phận làm vợ và làm mẹ. Hình như cái gì đã từng nếm trải thì người ta sẽ không còn cái cảm giác thèm thuồng nữa. Vợ tôi xem đó là một vết nhơ, nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là thử thách phải có ở bất cứ cuộc hôn nhân nào. Trước hay sau, lỗi ở người này hay ở người kia, mọi gia đình đều chắc chắn sẽ phải gặp. Chỉ cần một nửa kia của bạn có đủ yêu thương và bao dung như tôi dành cho vợ không thôi. Thật may mắn là khi chúng tôi vẫn bên nhau và càng yêu nhau nhiều hơn sau cơn sóng gió. Vợ tôi rất biết ơn tôi đã làm người đàn ông khoan dung. Nhưng nói thật, hai người bạn thân của tôi biết chuyện thì hay mỉa mai tôi là bò. Xong tôi vui vẻ, tự nhận mình là chú bò với tình yêu vĩ đại, có thể hy sinh hơn vì điều đó. Bởi hơn 8 năm qua, cái kết của một người đàn ông như tôi nhận được không phải là giang dở hôn nhân, là bi kịch phải lấy thêm vợ nữa, mẹ nữa cho con tôi, mà gia đình tôi được sống trong thứ hạnh phúc thực sự. Nhiều khi tôi ngồi lẩn thẩn một mình, tôi cũng chẳng thể tin được tôi đã kéo vợ ra khỏi tội lỗi ngoại tình như thế. Không biết là tôi làm vậy có hèn, có hâm, có ngu như bò như hai đứa bạn tôi bảo không. Quý vị thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện tâm sự thứ hai, và lần đầu tiên Hồng Nhung đọc câu chuyện này, trường hợp như thế này luôn. Và Nhung cảm thấy là rất thích cái cách xử lý của anh ấy. Và anh ấy là một cái người rất là hiện đại, rất là tinh tế, và có một cái cách xử lý câu chuyện của mình không giống ai. Ở trong khi tất cả những người đàn ông hay những người phụ nữ khác, khi phát hiện ra chồng hay vợ của mình có người thứ ba xen vào, họ đa phần là lồng lộn lên, đánh ghen, chửi nhau, ra tòa, tất cả những cái biện pháp rất nặng nề, mặt nặng mày nhẹ, không hỏi chuyện nhau để giải quyết với nhau. Nhưng riêng anh này thì anh ấy lại có thể nói là cổ suý cho vợ. Khi mà anh thấy là vợ cảm thấy thiếu cái gì thì anh sẽ coi cho cô đáp ứng cái điều đó. Và đến cuối câu chuyện thì anh có nói là khi mà họ đã đạt được cái thứ mà họ mong muốn rồi thì họ sẽ không còn thèm thuồng cái thứ đó nữa. Điều này là đúng. Ngay từ những cái đồ vật thôi, khi mà chúng ta chưa có nó thì chúng ta rất là khao khát để có được. Nhưng mà có rồi, chúng ta sử dụng rồi thì chúng ta sẽ rất là mau chóng cảm thấy chán nó. Hồng Nhung nghĩ là sẽ rất ít người có thể có được một cái tâm trí bình thản, bình tĩnh để giải quyết câu chuyện của mình như anh chàng trong câu chuyện này. Rất rất ít người, chỉ là 1% trong số 100% thôi. Và chúng ta cũng nên học cái tính bình thản và bình tĩnh của anh ấy. Bình tĩnh ngồi xuống và giải quyết câu chuyện. Đừng quá lên, đừng có nóng lên, rồi tất cả nó sẽ sôi hỏng bỏng không. Quý vị nghĩ như thế nào về cách giải quyết của anh ấy? Hãy bình luận xuống bên dưới nhé. Và Hồng Nhung sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn với những câu chuyện tâm sự tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.